Chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là bình yên và tràn đầy sức khỏe nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn làm bánh hạt dinh dưỡng. Thành phần của nó là đây là hạt bí nè các bạn. Hạt bí ăn tốt, rất là tốt cho sức khỏe nha. Mình mới coi trên đài truyền hình nè. Con mình nó mua 100 g, mình bỏ vô cái lò nướng mình sấy rồi nè các bạn. Đó. Nó còn nóng, nó còn kêu lách tách đó nha các bạn. Đây là 5 thứ bột đậu mà con mình nó mua nó uống vào buổi sáng nè. 5 thứ đậu xay nhuyễn. Đây là có mè, còn một ít mè mình bỏ mè vô. 3 cái lòng trắng trứng nha các bạn. 2 gram muối và nửa gram đường. Tại vì bánh này là bánh dinh dưỡng cho nên mình ít cho đường. Đồng thời mình có 300 gram hạnh nhân nè các bạn. Ăn chứ nếu không ăn thì để nó mốc nha các bạn. Đây là dinh dưỡng lắm nè. Trị tim mạch, tiểu đường, huyết áp rồi là ăn mấy cái này. Còn cái này là canxi nhiều. Còn bơ mình đang làm nóng ở trong lò nướng nha các bạn. 50 gram bơ mình đang làm nóng ở trong lò nướng. Trước hết là mình bỏ trứng vô đây nè. Bỏ muối vô ha. Mình cứ đánh nha các bạn. Cái này không có đánh cho phồng lên đâu. Bỏ đường vô nè. Đánh cho nó tan đường nha. Bánh quy hạt các bạn. Đây là bột đậu nè, thay vì mà mình xay nhuyễn cái đậu ở cái hạt hạnh nhân này, bây giờ ở nhà có hạt đậu xay nhuyễn mình bỏ vô đây nha các bạn. Mình làm cái chất kết dính. Hôm nay mình không có làm bột mà mình làm bằng bột đậu. Trồng trắng trứng ăn rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Nó vitamin D rất là nhiều cho nên nó được xếp hạng vào loại dinh dưỡng cho hoa hậu, cho vận động viên, cho cơ bắp rồi đó mấy người. Các bạn đánh cho tan ra nha. Đường với bột đậu với là trồng trắng trứng. Đây là bơ mình đã đun nóng rồi nha các bạn. 50 gram bơ. Các bạn đánh cái này cho tan ra rồi mình mới bỏ hạnh nhân. Chứ nếu mình bỏ hạnh nhân trước mà mình đánh như thế này thì cái hạt hạnh nhân nó gãi không ngon nha các bạn. Bơ mình làm nóng chưa có tan chảy hết á. Bỏ vô đây nó đóng. Vậy. Các bạn bỏ mè vô luôn nha. Mè ăn cũng tốt cho sức khỏe lắm đó các bạn. Rất là tốt cho sức khỏe. Rồi bỏ hạt bí vô hết nè. Hôm trước mình làm hạnh nhân không, nay mình thêm hạt bí nữa các bạn. Nếu mà bơ không thuyết phục thì các bạn bỏ thêm vani nè. Cho nó thơm dễ ăn, tại vì bánh mình làm không có đường nhiều. Có đường thì nó đậm màu trở lại các bạn, còn không có đường nhiều thì nó loãng lắm. Mùi nó không có nhân nhiều. Mình cho 2 ống vani đi ha.
Rồi bắt đầu mình cho hạnh nhân vô. Cho hạnh nhân vô thì mình dùng cái phới mình đảo chứ mình không có đánh cái này, đánh cái này nó bị gãy hạnh nhân không có ngon nha các bạn. Đây là 300g hạnh nhân nè, ba cái lòng đỏ, lòng trắng trứng, 50g đường. 20g mè và 100g hạt bí đỏ. Bánh này là bánh của người dinh dưỡng, dinh dưỡng này các bạn. Bánh là gọi là bánh dinh dưỡng, bánh quy dinh dưỡng cho người già, người tim mạch, người tiểu đường ăn nè. Cho nên mình bỏ ít đường lắm. Huyết áp rồi đó. Bây giờ mình trộn lên rồi mình can ra nha các bạn. Trộn lên ha, rồi mình đem lại mình can ra. Các bạn ơi, mình mang găng vô mình dàn trải ra nha các bạn. Dàn trải ra cho nó đều. Mình ém nó xuống cho nó chặt nè. Mình mang găng mình làm, rồi lát mình lấy cây phới mình vuốt nhẹ nó nha các bạn. Dàn trải ra rồi mình đem mình nướng, nướng rồi mình sắc. Cái này là tiện cho những cái nhà mà có lò nướng nha các bạn. Nhà ai có lò nướng, nhà mình thì có người bệnh, có người già, có người bệnh thì mình cho ăn cái kiểu này nè. Cái hạt này ăn nó trị tim mạch, huyết áp, mỡ máu rồi hay lắm nha các bạn. Hạnh nhân, hạt bí đỏ. Hạt bí đỏ người ta bóc giò và giỏ sẵn đó các bạn, người ta bán vậy đó. Mình về mình rang lại mình ăn. Đang trải ra xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình đem mình nướng lửa 180 độ. Trong vòng 15 phút trên mình đem ra mình sắc đi rồi mình nướng lại nha các bạn. Các bạn ơi, mình nướng được 10 phút rồi. Lửa trên lửa dưới 10 phút rồi mình đem ra đây mình cắt nha các bạn. Mình thấy cái mặt này nó hơi ráo một chút nè là mình cắt được. Chứ được các bạn đừng có để cho nó giòn nha, nó giòn quá là cắt không được luôn, nó bể. Đây, đem ra cắt miếng lại nha các bạn. Các bạn đem ra cắt miếng lại xong cái mình đem lại mình nướng lại. Mình nướng lại cho nó giòn lên, bây giờ nó mới xe mặt nè các bạn. Dễ cắt lắm các bạn ơi. Mình cắt thành miếng nhỏ hình chữ nhật. Mình để dài dễ cắt ha. Cắt thành miếng nhỏ hình chữ nhật nha các bạn. Rỡ vô cái dĩ này mình nướng tiếp nha các bạn. Mình sắc là trong khi nó còn dẻo dẻo đó. Bây giờ mình nướng tiếp nè. Nướng tiếp cho nó giòn lên, nó vàng lên. Tại vì cái này mình làm bằng bột đậu. Mình không có làm bột mì cho nên nó hơi đen. Với lại mình bỏ mè, bỏ hạt bí đó các bạn. Cái bánh nó hơi nâu nâu như vậy đó. Rồi mình nướng tiếp. Mặt trên mặt dưới 20 phút nữa nha các bạn. Lửa 180 độ. Bánh này là mình ăn thường xuyên và làm thường xuyên đó các bạn ơi. Nhà mình có người bệnh đó. Tốt cho tim mạch, tốt cho huyết áp, tiểu đường. Ăn hạt có rất là nhiều omega 3 nha các bạn, omega 6. Mình không ăn cá thịt nhiều thì mình ăn cái kiểu như vậy nè các bạn, đó là bánh dinh dưỡng đó. Rồi đem nướng tiếp.